Xin chào các bạn yêu may giá, mình là Tissue Shop. Trong chương trình chia sẻ ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu với các bạn một cái mẫu đầm nữ dành cho nữ. Thì cái đầm này mình sẽ thiết kế theo dạng đầm, nếu các bạn có nhiều vải thì các bạn sẽ thiết kế theo 360 độ, còn không thì các bạn có thể là thiết kế 180 độ hay là 270 độ đều được. Với cái mẫu này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết kế như sau. Đầu tiên là mình xây dựng cái phần hình cơ bản. Đây là cái phần áo phông ôm. Mình sẽ thiết kế cho cái phần thân sau trước. Các bạn sẽ lên chườm vai cho mình là 2,5. Ngang vai là vai chia 2. Hạ vai là vai chia 10 cộng 0,5. Vào cổ là cổ chia 5. Sau đó các bạn sẽ xác định cho mình cái phần hạ ngực phụ bằng ngực chia 5. Tiếp theo là các bạn sẽ lấy xuống cho mình 3 phân để làm đường ngang ngực. Và đây là cái váy mà các bạn sẽ cài cái phần dây kéo ở phía sau, cho nên là mình sẽ xác định cái vòng cổ, cổ chia 2 và các bạn sẽ vẽ cong cho mình cái vòng cổ. Đó, bạn vô vào cho mình là 0,3. Phần eo các bạn vào cho mình 1,5. Mình sẽ đánh được cái đường sống lưng. Phần ngang ngực thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 4 cộng cho 1. Phần eo thì cái áo này mình sẽ vẽ có eo sao, cho mình sẽ lấy là eo chia 4 cộng cho 2 phân bên. Rồi, kế tiếp mình sẽ dựng cái đường vuông góc xuống và các bạn vào cho mình là 2,5. Các bạn chia đôi ra, mình sẽ vẽ được cái đường dòng nách. Bạn đo cho mình bằng một cái khoảng cách là 1 bằng 1/2 cách sao. Mình sẽ nối 3 điểm này lại với nhau, tạo thành đường dòng nách. Rồi, chỗ này nó hơi bị gãy thì mình sẽ đánh nó lại một chút xíu. Và đây là cái phần thân sau. Phần sau này thì các bạn sẽ vẽ cho mình là 2 miếng. Phần ở đây là mình sẽ tra dây kéo ha. Rồi kế tiếp mình sẽ dựng hình cái phần thân trước. Các bạn sẽ lấy xuống cho mình một cái khoảng cách là bằng vai chia 10 cộng 0,5. Rồi sau đó là mình sẽ lấy vào cho mình là cổ chia 5 cộng cho 2. Kế tiếp các bạn sẽ đo cho mình cái đường sườn vai thân trước bằng đường sườn vai thân sau. Bạn dựng cho mình vuông góc xuống và vào 3,5. Rồi, bạn đo cho mình trên đường ngang ngực phụ bằng 1/2 kích trước. Là cái đường mình chấm gạch, sau đó là mình sẽ lấy bằng là ngực chia cho 4 cộng cho 1,5. Sau đó mình sẽ lấy cái phần eo bằng eo chia 4 cộng cho 2 sang bên. Bạn sẽ đánh cong lên là 1. Rồi. Mình sẽ chia cái này ra làm đôi và nối để tạo dòng nách. Rồi bây giờ đây là cái phần thân áo, mình sẽ dựng hình cái phần cổ. Thì cổ đây là cổ tròn bình thường ha. Đầu tiên là mình sẽ dựng hình cái phần cổ tròn bình thường. Sau đó là các bạn thấy là mình sẽ đánh cong cái bông hoa và có cái phần đẩy cao lên. Đường hoa giọt nước. Rồi. Đây là phần, đây là phần thân trước, mình sẽ là phần gấp đôi. Các bạn sẽ đo cho mình cái phần hạ bên ngực. Cộng cho 2. Sau đó các bạn sẽ lấy qua cho mình là bằng 1/2 kích trước.
Bằng này nè, bằng 1 phần 2 cách ngực. Mình có được một điểm thì các bạn sẽ vẽ cho mình được cái đường bên ở đây. Mình coi. Áo này thì có cái decoupage trên nách ha, thì mình sẽ nối cái phần decoupage này dài. Mà các bạn sẽ ăn gian đây cho mình đây 5 ly. Và mình sẽ vẽ cái phần này, cái phần bên ha. Rồi, đó là cái phần thân trước đã xong. Bây giờ tới cái phần váy thì các bạn sẽ vẽ cho mình cái phần váy 180 độ hoặc 360 độ hoặc là 270 độ đều được. Các bạn sẽ xếp vải lại ha. Sau đó là các bạn làm cho mình cái phần 360 độ. Cái phần ngang này thì nó sẽ bằng là eo trên thân chia cho 8 trừ đi 0,5. Trừ 0,5 với điều kiện là các bạn không không có tra dây kéo ha. Còn trường hợp các bạn tra dây kéo thì các bạn để nguyên phần 0,5 này. Bởi vì mình tra dây kéo thì ở đây mình phải trừ 2 xăng, thì 0,5 này đã 4 lần thì nó cũng được 2 xăng, thì mình sẽ đủ cái khoảng cách để các bạn tra dây kéo. Sau đó mình sẽ lấy cái thùng váy. Rồi, đây là cái thùng váy ở phía ngoài đây ha. Đây là thùng váy ở phía ngoài. Còn ở phía trong này á thì các bạn làm cũng y như vậy, nhưng mà là mình sẽ sử dụng cái viết màu đỏ. Nghĩa là các bạn sẽ thiết kế, các bạn cũng gấp lại như vậy, nhưng mà các bạn sẽ có một bên vạt ngắn và một bên vạt dài. Nhưng mà ngắn hay dài gì thì nó cũng chỉ là nằm ở phía ngoài. Phần ngắn, một phần ngắn và một phần dài. Đây là cái phần váy lớp ngoài. Đó. Còn váy lớp trong thì các bạn sẽ làm bằng cái chiều dài váy. Bắt đầu từ khoảng cách này là chiều dài váy. Rồi. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cái mẫu đầm nữ này. Còn cái phần tay áo nữa, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách thiết kế phần tay áo. Phần tay áo thì mình sẽ thiết kế xuống dưới này nhé. Đầu tiên là mình sẽ xác định cho mình một cái khoảng cách hạ nách sẽ bằng ngực chia cho 5 trừ đi cho 2. Sau đó các bạn sẽ dựng cho mình cái chiều dài tay áo. Kế tiếp thì các bạn sẽ có cái đường chéo này. Thì cái đường chéo này các bạn sẽ tính bằng cách là bằng nách thân trước cộng nách thân sau chia 2 trừ đi cho 1. Bên này cũng tương tự như vậy ha. Bạn sẽ đo qua cho mình là bằng cái đoạn này, lấy cái đoạn này mình bỏ đi. Kế tiếp là mình sẽ chia 3 phần đều nhau và các bạn sẽ đánh cho mình cái vòng nách tay. Nào, sau đó là mình sẽ lấy cái phần cửa tay. Phần cửa tay chia 2. Và các bạn sẽ đánh được cái vòng sừng nách. Đây sẽ là thân trước, đây sẽ là thân sau. Như vậy là đối với cái mẫu mình vừa chia sẻ thì đây là cái phần dựng hình từ trước mình muốn giới thiệu đến với các bạn. Các bạn nhớ subscribe kênh và like bài viết để ủng hộ mình nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong mẫu tiếp theo.